Đây là cái nghề nghiệp của bốn ông này. Đây là công việc của bốn ông này. Đương nhiên cái việc kiếm sống bằng nghề đánh cá có gì tội lỗi. Nhưng cái vấn đề là tại cái thời điểm mà Chúa Giêsu kêu gọi bốn con người này, thì ngay lập tức họ nhận thức ra rằng có một điều gì đó khác hơn dành cho cuộc đời họ. Cái việc kiếm sống, cái việc đánh cá, nó là cần thiết để nuôi sống cho cái đời sống thuộc thể của họ. Nhưng nó không phải là duy nhất, nó không phải là tất cả, nó không phải là quan trọng nhất của họ. Và họ ăn năn có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng họ chấp nhận thay đổi cái hướng đi của cuộc đời mình, chấp nhận lời kêu gọi của Chúa Giêsu để chuyển vào một cái giai đoạn mới trong cuộc đời mình. Và chúng ta thấy rằng trong đoạn 1 câu 18 câu 20 Kinh Thánh ghi rằng khi Andre và Phi-e-rơ gặp Chúa, Chúa kêu gọi, tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Câu 20, đối với Giăng và Gia-cơ thì họ để Cbd cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Đó là cái hình ảnh của sự ăn, một sự thay đổi về định hướng. Trước đây tôi đi trên con đường này, tôi bước đi trên con đường này, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi chỉ có con đường này thôi, tôi ưu tiên mọi sự cho nó, tôi dành mọi sự cho nó. Và bây giờ tôi nhìn ra một điều là có một điều gì đó khác hơn cho cuộc đời tôi, có một cái nơi mà tôi thuộc về, có một cái mục tiêu mới trong cuộc đời tôi, và tôi chuyển hướng cuộc đời tôi để tôi bước đi theo cái sự kêu gọi mới này. Đó là cái điều chúng ta cần phải có để chúng ta có thể nhận được vương quốc của Đức Chúa. Nhưng nếu quý vị là những người tin Chúa rồi, quý vị cũng sẽ nhận thấy một điều rằng là khi mình đã tin Chúa rồi, có nghĩa rằng mình phải thay đổi cái định hướng và cái cách sống của mình. Có rất nhiều người trong chúng ta đã tin Chúa, nhưng trong nhiều năm qua chúng ta vẫn sống với cái suy nghĩ, cách sống mà cái xã hội bại hoại này nó đặt vào trong tâm trí của chúng ta. Chúng ta lớn lên trong cái xã hội này, chúng ta được đi học trong cái xã hội này, chúng ta đọc sách, chúng ta coi phim, chúng ta nhìn thấy những cuộc đời, chúng ta nhìn thấy cái con người, chúng ta bắt chước tất cả những cái điều đó. Cái xã hội bại hoại này nó đặt tất cả những cái điều đó vào trong tâm trí của chúng ta. Và nếu chúng ta ý thức một điều là chúng ta là những người đã bước vào trong một cái vương quốc mới với Chúa, thì chúng ta cũng phải thay đổi cái định hướng trong cuộc đời của mình. Chúng ta không thể là tiếp tục bước đi với nó. Sứ đồ Phaolô nói trong Roma đoạn 12, cái điều đầu tiên của một người là gì? Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa, biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nếu chúng ta không để cho lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài biến đổi cái tâm trí của chúng ta, thay đổi cái suy nghĩ của chúng ta, thì chúng ta là một cái người được Chúa đặt vào trong một vương quốc mới, nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục đi trên cái con đường cũ của mình. Và chúng ta thấy rằng cái cuộc sống cá nhân của chúng ta, đời sống gia đình của chúng ta, mối quan hệ vợ chồng của chúng ta, sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ không bao giờ vui thọ và phước hạnh cho đến chừng chúng ta ăn năn. Có nghĩa rằng cho đến chừng chúng ta xoay bỏ khỏi những cái suy nghĩ, cách sống của đời này mà hướng về những điều Chúa đang kêu gọi chúng ta. Chúng ta cũng phải đi kiếm tiền. Có một người mới đây, gần đây email hỏi tôi rằng là cái việc mà một người hầu việc Chúa đi kiếm, đi làm công việc mỗi ngày nó có gì sai trật. Tôi nói có gì đâu sai trật. Ông Phaolô, ông cũng là một cái người có công việc, ông đi làm, ông nuôi sống ông. Cái chuyện không có gì sai trật. Huống chi chúng ta là những người ở trong hội thánh, chúng ta là những tín đồ trong hội thánh, cái việc chúng ta phải bươn chải trong cuộc sống chúng ta kiếm sống nó không có gì là sai trật. Cái sai trật nằm ở cái chỗ, cái cách mà chúng ta kiếm sống đó, nó là cái cách của vương quốc Đức Chúa Trời hay nó là cái cách của con người xung quanh chúng ta đang làm. Chúng ta gây dựng gia đình chúng ta. Hai vợ chồng chúng ta sống với nhau. Chúng ta là những người thuộc về Chúa. Chúng ta gây dựng gia đình của mình theo cái cách của vương quốc Đức Chúa Trời hay là theo những cái cách mà sự khôn ngoan của đời này nó dạy chúng ta. Và phải chăng cái mối quan hệ vợ chồng chúng ta trong năm vừa qua nó rạn nứt, nó đổ vỡ, nó mệt mỏi là bởi vì chúng ta sống theo những nguyên tắc của con người, của những cái suy nghĩ bại hoại của xã hội này nó đặt vào trong tâm trí chúng ta, mà đó không phải là cái phương cách của vương quốc Đức Chúa Trời. Mới hôm qua có một hai người ở một cái tiểu bang khác nói chuyện với tôi về một hội thánh. Họ nói rằng Tết năm nay hội thánh mướn mua lần vô mua lần. Ông mục sư thì cho biết rằng là
Tết mà cúng giỗ là gì cũng bình thường thôi, cái chuyện đó nó không có gì. Tội lỗi đừng có quan trọng quá. Và khi một vài con cái Chúa hỏi tại sao vậy, ông nói rằng đây là cái văn hóa của hội thánh này, đây là cái văn hóa của nước Mỹ tự do, không có gì khó khăn hết. Mỗi hội thánh nó có một cái văn hóa của nó, có cái culture của nó. Hội thánh này, văn hóa của hội thánh này là có múa lân trong dịp Tết. Chúng ta cứ tiếp tục sống với cái ý niệm của cuộc đời này mà chúng ta không để lời Chúa hướng dẫn tâm trí mình. Chúng ta điều hành hội thánh cũng trật, chúng ta dạy con cũng trật, chúng ta đi kiếm tiền cũng trật, chúng ta đi giải trí cũng trật. Cho đến chừng chúng ta ăn năn, chúng ta xoay cái đó. Chúng ta từ bỏ cái con đường mà bấy lâu nay chúng ta đi theo cái ảnh hưởng của xã hội này. Chúng ta bước đi trên cái con đường mà Chúa muốn chúng ta đi. Đối với người chỉ tin Chúa, ăn năn đi, thay đổi đi, tiếp nhận Chúa Giêsu. Đối với người đã tin Chúa rồi, ăn năn đi, xoay ra khỏi cái cách sống của mình bấy lâu nay bị xã hội chi phối, bước đi trong cái sự hướng dẫn của Chúa. Những cái điều kế tiếp không thể tách rời khỏi sự ăn năn, đó là Chúa nói rằng hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Cái vấn đề đặt ra một câu hỏi rằng tin đạo tin lành có nghĩa là gì? Tin đạo tin lành không có nghĩa là bước vào trong một tôn giáo mới. Tin đạo tin lành có nghĩa rằng nhận biết một vị vua mới ở trong cuộc đời của mình. Ở trong câu 17 phần A, Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng hãy theo ta, hãy theo ta. Không phải là ở đây cái điều quan trọng đối với đạo tin đạo tin lành, đó là tin đạo tin lành trước hết là bước vào một mối liên hệ mới, mối liên hệ với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không kêu gọi các môn đồ rằng là hãy theo một tôn giáo mới, hãy theo một triết lý mới, hãy theo một tổ chức mới, hãy theo một nghi lễ mới. Chúa nói rằng theo ta. Chúng ta đi làm chứng cho người khác mà nói là tin đạo tin lành đi, tin lành tốt hơn đạo này đạo kia. Không, chúng ta không kêu một người vào trong một tôn giáo. Tin lành là gì? Tin lành nó chính là Chúa Giêsu. Tin đạo tin lành là bước vào mối liên hệ với Chúa Giêsu. Và cái đức tin để mà có thể tin nơi Chúa Giêsu, đó là một đức tin của sự vâng phục. Quý vị thấy rằng Chúa nói rằng hãy theo ta. Về phương diện văn phạm á, thì cái câu hãy theo ta nó không phải là một lời mời đâu. Chúa không có mời. Đây là một mạng lệnh. Chúa không có mời. Nó mời tới nhà tôi ăn cơm nghe, rồi mời đi coi phim với tôi nghe, mời đi uống trà và uống bô bà với tôi nghe, mời đi làm cái này cái kia. Không có mời. Ở đây không có mời. Ở đây là ra lệnh. Đây là một mạng lệnh. Và Chúa nói với các môn đệ đầu tiên là hãy theo ta. Đây là một mạng lệnh. Vấn đề đặt ra là vì sao cái môn đệ đầu tiên lập tức đáp ứng cái mạng lệnh của Chúa Giêsu? Câu trả lời chỉ có thể có một thôi. Bởi vì họ nhận ra thẩm quyền của Chúa Giêsu trong cái lời ra lệnh đó. Chúa có một cái thẩm quyền để mà ra lệnh. Trước đó nếu mà chúng ta đọc cái phân đoạn trước đó từ câu 9 cho đến câu 13 thì chúng ta thấy rằng Mác đã xác nhận cái thẩm quyền thiên thượng của Chúa Giêsu qua phép báp têm. Ở nơi đó có sự hiện diện của Đức Chúa Cha, ở nơi đó có sự hiện đến của Đức Thánh Linh, chứng tỏ cái thẩm quyền của Chúa Giêsu. Bởi vì nên nhớ một điều rằng giống như các môn đệ đầu tiên, chúng ta bước vào trong một vương quốc mới khi chúng ta thừa nhận cái thẩm quyền của vị vua mới trên đời sống mình là Chúa Giêsu. Tin Chúa có nghĩa là thừa nhận Chúa Giêsu là vua và vâng phục Ngài. Tin Chúa nghĩa là bước vào mối liên hệ với Chúa Giêsu. Bước vào mối liên hệ như thế nào? Bước vào mối liên hệ của sự vâng phục, của sự thuận phục. Đức tin không chỉ là bước vào một mối liên hệ, đức tin không chỉ là sự vâng phục, đức tin còn là một sự cam kết. Các môn đệ đầu tiên không chỉ nhận biết Chúa và thẩm quyền của Ngài, nhưng điều họ làm là gì? Bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đây là một sự cam kết. Đây là một sự cam kết. Một khi mình nói rằng mình tin Chúa có nghĩa rằng là mình ăn năn, mình sẽ bỏ lại những cái điều trước đây mình sống, bây giờ mình sẽ sống theo một con đường mới. Tin Chúa, đức tin đó là một sự cam kết. Đức tin nó không chỉ là vấn đề của sự nhận thức, vấn đề của lý trí, mà nó còn là quyết định của ý chí để mình cam kết bước đi với Chúa bất chấp mọi điều xảy ra. Đó là đức tin để bước vào trong vương quốc của Đức Chúa. Quý vị là những người tin Chúa rồi, trong một năm vừa qua, đức tin chúng ta đặt nơi Đức Chúa Trời như thế nào? Đó có phải là
cái mối liên hệ cá nhân của chúng ta với Chúa hay không? Hay đó chỉ là những cái ngày Chủ nhật chúng ta đến đây? Đó có phải là một cái sự vâng phục Chúa trong đời sống của mình, khi Chúa bày tỏ cho mình những điều trong cuộc đời mình có vâng phục, mình bước đi với Chúa? Đó có phải là một cái sự cam kết gắn chặt cuộc đời mình với Chúa không? Hay là mình rảnh thì mình theo, mình không rảnh thì thôi? Đó không phải là đức tin mà Chúa muốn để một người thuộc về Ngài. Đức tin không chỉ là sự vâng phục, đức tin không chỉ là sự cam kết, mà đức tin nó còn là sự tin cậy nữa. Quý vị thấy rằng các sứ đồ đã bước đi với Chúa Giêsu ngay cả trước khi họ biết rằng họ sẽ đi đâu, họ sẽ làm gì, họ sẽ trở nên người như thế này. Khi Chúa kêu là hãy theo ta, theo Chúa đi đâu, theo Chúa làm gì, theo Chúa là con sẽ là người như thế nào? Nhiều người nói rằng là ô, Chúa đã giải thích rồi, Chúa nói rằng theo ta sẽ cho các ngươi trở nên ta đánh lưới người. Tôi nói thiệt cho quý vị đó, bây giờ mình đọc sách Mác mình hiểu cái câu đó, quý vị nghĩ bốn cái ông đó ông có hiểu câu này không? Bốn ông nó không hiểu câu này hả? Tôi nói ông không hiểu câu này đâu. Ông không biết là đánh lưới người là đánh lưới gì đâu. Mặc rõ ràng rằng là suốt 3 năm theo Chúa của bốn con người này, của 12 sứ đồ, họ có phải là ta đánh lưới người không? Không. Cho đến khi nào? Cho đến khi công vụ đoạn 2 Đức Thánh Linh giáng làm việc hội thánh. Lúc bấy giờ Phi-e-rơ mới dạng và dạng 5.000 người, ông mới trở thành ta đánh lưới người. Từ cái giai đoạn Chúa kêu gọi ông cho đến khi ông bước đi với Chúa, cho đến công vụ đoạn 2, mấy người này không có ai làm ta đánh lấy người hết. Họ sẽ mờ mịt về tương lai của họ. Theo Chúa là sự tin cậy. Chúng ta đừng quên rằng thời điểm Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ là như thế nào. Câu 14 chúng ta đọc cái cụm từ đầu tiên, nhiều khi chúng ta bỏ qua. Sau khi dân bị tù. Sau khi dân bị tù. Mấy cái ông này có biết dân bị tù không? Chắc chắn mấy ông này biết. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ là môn đệ của dân Báp Tích. Thành ra dân Báp Tích bị tù là họ biết. Và họ thấy một điều rằng là dân Báp Tít là gì? Là người mở dọn đường cho Chúa Giêsu. Bây giờ ông dân Báp Tít ở tù rồi, bây giờ Chúa Giêsu đến kêu làm sao mà đi theo Chúa được? Nhưng mà họ đi theo Chúa. Cho dù tin lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong một thế giới thù địch, cho dù chúng ta biết rằng theo Chúa là con đường khó khăn, theo Chúa không bao giờ dễ dàng. Theo Chúa không bao giờ dễ dàng. Theo Chúa là con đường khó khăn. Đó là một cái sự tranh chiến giữa cái thể xác tội lỗi chúng ta với lại lời của Đức Chúa Trời. Đó là sự tấn công của cái thế giới thù địch bên ngoài. Theo Chúa luôn luôn là khó khăn. Nhưng các môn đệ đã chọn con đường theo Ngài bởi vì họ tin cậy. Chúa đem đến cho những con người này một cái vương quốc mới. Làm sao để bước vào vương quốc mới? Cần phải có một cái mối liên hệ với một vị vua mới là Chúa Giêsu. Và bắt đầu từ bây giờ, cuộc đời của họ thay đổi một cái trang mới. Họ có một sứ mạng mới cho cuộc đời của họ. Câu 17 phần B ghi rằng ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Khi chúng ta bước vào trong vương quốc mới, chúng ta phải thuận phục một cái thẩm quyền mới, một vị vua mới. Và cùng lúc đó chúng ta được giao phó một cái sứ mạng mới. Một người tin nhận Chúa Giêsu, một người được sự cứu rỗi, là một người sống cho vương quốc của Đức Chúa Trời và thực thi sứ mạng của vương quốc đó. Những người không tin Chúa, họ không nhận ra sứ mạng này. Sống để làm gì? Quý vị tin Chúa rồi, quý vị có trả lời được câu hỏi mình sống để làm gì? Hay là chính mình là những người ở trong nhà thờ, mình đi nhóm mỗi ngày Chủ nhật, mà mình cũng không biết rằng Chúa muốn gì trên cuộc đời của mình. Chúa cứu mình đâu phải là để cho mình tiếp tục sống giống như là trước khi mình tin Chúa đâu. Không phải. Chúa có một cái sứ mạng cho mình. Chúa muốn mình sống và hoàn thành cái sứ mạng của điều mà Chúa đặt cho cuộc đời của mình. Nhiều người nói rằng là tôi biết chứ, tôi biết là Chúa muốn cái điều gì trong cuộc đời tôi, nhưng tôi không thể vâng lời được. Vâng lời, sống theo lời Chúa muốn là rất là khó. Tôi ở trong gia đình mà hai vợ chồng tôi không cùng niềm tin, sống theo lời Chúa rất là khó. Tôi ở trong một cái môi trường làm việc mà tôi không thể nào sống theo lời Chúa được. Sống theo lời Chúa tôi biết chứ, nhưng mà làm sao tôi làm được? Làm sao tôi có thể từ bỏ những cái trách nhiệm của tôi trong hiện tại? Tôi yếu ớt lắm và tôi không có khả năng, tôi không có thể làm được những cái điều mà Chúa kêu gọi tôi. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta không bao giờ có thể tự mình hoàn thành sứ mạng Chúa giao cho mình cả. Đây là công việc của Chúa Giêsu, đây không phải là công việc của chúng ta. Để hoàn thành sứ mạng của Chúa không phải là công việc của mình, đây là công việc của Chúa Giêsu. Cái vấn đề là gì? Vấn đề là khi Chúa kêu gọi các sứ đồ,
Điều mà họ làm là gì? Là họ ăn năn, có nghĩa là xoay hướng cuộc đời của mình về Ngài. Tiếp theo là gì? Là tin Ngài. Phần còn lại là công việc của Chúa. Chúa nói với các môn đệ của Chúa rằng: ta sẽ khiến các ngươi trở nên tài năng lý. Các ngươi không làm được đâu. Các ngươi yếu đuối, các ngươi dốt nát, các ngươi là những con người tầm thường, các ngươi không làm được đâu. Các ngươi chỉ là những ngư phụ bên bờ hồ Galilee thôi. Làm sao Phi-rơ hình dung được con Ngài mà ông đứng ông giảng cho 5.000 người tin Chúa? Tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Chúa dùng cuộc đời mình để hầu việc Chúa. Tại sao vậy? Tôi không thấy mình có một cái phẩm chất gì để làm một người hầu việc Chúa. Vấn đề không phải là Phi-rơ làm, vấn đề không phải là tôi làm. Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tài năng lương nghiệp. Chúa Giê-xu không chỉ kêu gọi chúng ta vào một sứ mạng mới, Ngài còn biến đổi trang bị, ban quyền năng, hướng dẫn cho chúng ta và ở cùng chúng ta để thực thi sứ mạng đó. Đại mạng lệnh của Chúa Ma-thi-ơ đoạn 28, Chúa nói rằng: ta ở cùng các ngươi cho đến tận thế. Hồi khi tôi còn nhỏ, mấy anh chị trong nhà thờ khích lệ tôi: học lời Chúa đi, đi học việc Chúa. Tôi nói: anh đừng giỡn hoài, bớt giỡn. Tôi là trùm giỡn, là đừng ai giỡn với tôi. Tại vì tôi không thấy tôi học việc Chúa. Tôi đã từng ngồi với những anh em, ngồi nhìn nhau nói rằng là trong số của mình ai là người có cái dáng ra mục sư nhất, ai. Ông này thì có người nói rằng có anh kia trong hội thánh, tôi mấy người kia nhìn ông này đẻ ra nhìn là thấy giống mục sư rồi. Thiệt khác. Mà giờ ông là mục sư thiệt. Có một ông, mấy ông kia nói ông này đẻ ra nhìn là giống linh mục liền. Tại cái mặt ông khắc khổ lắm. Quý vị thấy không? Không có vợ mặt khắc khổ lắm. Có vợ là mặt hết khổ luôn rồi. Tại chết rồi còn đâu còn khổ nữa. Nhưng mà cái ông kia, mấy anh em tôi nói là ông này đẻ ra là mặt giống linh mục. Mà giờ ông là mục sư luôn. Nó hỏi vậy em giống ai anh? Mấy ông dòm tôi nói em không giống ai hết. Tôi không giống ai. Không lòng. Thành ra hồi nhỏ mấy anh chị kêu tôi là học lời Chúa đi. Thì lớn là học Chúa nó bớt giận. Tôi không có làm được. Tôi không làm được. Chúa khiến người trở nên tài thanh niên. Ngày hôm nay tôi nói với mấy bạn thanh niên rằng là đi học kinh thánh đi. Có mấy đứa đang ngồi dưới đây cười nhếch mép, anh tính gì bớt giận. Có không? Có đứa nào dưới ngồi cười không? Có đứa nào mà anh kêu là đi học kinh thánh mà ngồi cười không? Ăn năn đi. Có mấy đứa thanh niên hôm nay tôi kêu là đi học kinh thánh đi, tôi tiên đi làm mục sư mà nó cứ ngồi nó cười hoài. Tại sao vậy? Khi mình nhìn về mình nghĩ rằng mình không làm được. Mình vớ vẩn quá, mình yếu đuối quá, mình dốt nát quá, mình không có khả năng, mình không có cái tư chất của mục sư, cái mặt mình dòm cũng không giống mục sư luôn. Cái vấn đề của mình chỉ là Chúa kêu gọi thì mình hãy ăn năn, hãy xoay bỏ cái hướng cũ của mình. Hãy tin Chúa đi. Ta sẽ khiến người trở nên tài năng lớn. Ta sẽ khiến. Có những việc mình không nghĩ mình làm được, vấn đề mình có đặt lòng tin hay Chúa không? Ta sẽ khiến người làm được. Không phải người, ta sẽ khiến người làm được. Thành ra trong một cái ngày cuối năm này, chúng ta chuẩn bị bước vào năm mới, tất cả chúng ta đều mong ước có những điều mới đến trong năm mới này. Như vậy chúng ta có mong ước đời sống thuộc linh của chúng ta được đổi mới không? Chúng ta có mong ước rằng là nếu mà chúng ta đang đứng bên ngoài vương quốc của Đức Chúa Trời thì bây giờ chúng ta tin Chúa đi để chúng ta bước vào trong vương quốc đó. Nếu chúng ta đứng vào trong vương quốc nó rồi mà bấy lâu nay cuộc đời chúng ta, gia đình chúng ta không cảm thấy phước hạnh ở trong Chúa, bây giờ chúng ta có bằng lòng xoay bỏ những cái cách sống sai trật trước đây của mình, trở về với Chúa, tin cái sự hướng dẫn của Chúa, tin rằng Chúa có thể làm những cái điều lớn lao trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta có ao ước rằng cuộc đời thuộc linh chúng ta được đổi mới. Quý vị có mong ước điều đó không ạ? Chúng ta ao ước điều đó. Xin Chúa đổi mới hội thánh, đổi mới cá nhân chính mình tôi và quý vị trong một năm mới này. Chúa làm mới lại chúng ta, Chúa làm mới lại thuộc linh của chúng ta, Chúa làm mới lại gia đình của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa trong năm mới này. Mời thánh đứng lên chúng ta cùng. Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm, chúng ta đang bước vào trong một năm mới. Mỗi người đến nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con là một người đã biết Chúa, đã ở trong vương quốc của Ngài. Nhưng bây giờ con muốn sống bước vào năm mới một cuộc đời đầy dạy năng lực của Chúa, sự sống của Chúa. Con muốn trở nên một cái người hoàn thành cái sứ mạng của Chúa trong cuộc đời của con. Chúa đừng để cho con sống một cách
eo ụt như vậy. Đổi mới gia đình con, đổi mới cá nhân con, đổi mới cách con thờ phượng, đổi mới cách con phục vụ Chúa, đổi mới cách con tiếp xúc tương giao với những người xung quanh con. Xin Chúa đổi mới cuộc đời con. Con không làm được, Chúa làm được. Xin Chúa dùng cuộc đời con. Quý vị nào chưa tin Chúa, trong buổi sáng hôm nay tôi mời gọi quý vị, đây là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta kết thúc một năm cũ, chúng ta chuẩn bị một năm mới. Nếu quý vị thấy rằng mình chưa tin nhận Chúa, hãy ăn năn và tin nhận Chúa đi. Hãy bước vào trong vương quốc của sự sáng, bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị muốn tin Chúa trong thời giờ này, quý vị có thể bước lên phía trên. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị, hướng dẫn quý vị cầu nguyện tin Chúa. Đừng chần chờ, đừng chần chờ. Xin Chúa ban phước cho quý vị, mọi người đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm tạ Chúa rất là nhiều vì lời của Chúa đã nhắc nhở chúng con một lần nữa. Chúng con hãy trở lại với Ngài. Xin lời hằng sống của Đức Chúa Trời, Ngài tác động mạnh mẽ trong lòng của mỗi chúng con, nhắc nhở chúng con rằng chúng con là những người yếu đuối, và nhắc nhở chúng con rằng chúng con cần xoay bỏ những cái đường lối cũ của mình, trở lại với chính Ngài. Và cảm ơn Chúa rất là nhiều vì Chúa ban cho chúng con Đức Thánh Linh, quyền năng của Ngài để thay đổi chúng con, để mà khiến chúng con trở nên những người mới cho viên vương quốc của Ngài. Trong một năm mới đây, xin Thánh Linh của Chúa giúp cho mọi chúng con vừa muốn vừa làm, học lời của Chúa, để cho lời của Chúa thay đổi suy nghĩ, tấm lòng và sự ước ao, và cho mỗi chúng con nhìn lên Chúa và bám lấy Đức Chúa Giêsu là tiêu chuẩn của đời sống của mỗi chúng con. Trong một năm mới, chúng con bước đi không phải một mình, nhưng Thánh Linh của Chúa, quyền năng của Ngài biến đổi chúng con qua lời hằng sống của Chúa. Cầu xin Thánh Linh của Chúa, Ngài đổ đầy trên con dân của Chúa, trại hội thánh của Chúa tại đây. Chúng con cảm nhận được sự sống và sự tươi mới của Chúa trong Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời hội thánh cùng ngồi. Tôi có một số thông báo xin kính gửi đến hội thánh. Hôm nay sau giờ thờ phượng, xin kính mời quý vị ở lại, chúng ta cùng nhau ăn trưa với nhau. Và sau đó chúng ta cùng dự phần trong chương trình Mừng Xuân của Hội Thánh. Hai tuần nữa, Chủ nhật ngày 17 tháng 2, Hội Thánh chúng ta sẽ kỷ niệm hôn nhật cho những ông bà, anh chị em có kỷ niệm ngày cưới 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, v.v. Xin kính mời quý vị gửi hình ảnh đến cho anh Vũ Phạm. Và phần dọn dẹp hôm nay sau giờ thờ phượng cũng như sau giờ thông công là được đảm trách bởi Ban Nam Giới Phụ Nữ. Cảm ơn quý vị. Giờ này một lần nữa mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta cùng nhau cầu nguyện chung, hát tôn vinh, và sau đó xin kính mời Mục sư quản nhiệm chúc phước cho Hội Thánh. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, xin tha tội lỗi chúng con, chứ để làm tội nghịch cùng chúng con, xin chứ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Thank you.
Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Chúa Giêsu, sự sống, sự thông công, năng lực của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên mỗi chúng con, trên hội thánh của Chúa. Chúng con sống cuộc đời ý nghĩa, làm chứng nhân cho Chúa, hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng con từ đây cho đến ngày Chúa của chúng con trở lại. Amen. Chúng ta cầu nguyện cho cái bữa ăn trưa. Chúng ta cũng còn cảm ơn Chúa vì thì giờ thờ phượng sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa cho chúng con có những vật thực chúng con cùng dùng bữa trưa chung với nhau. Xin cảm tạ Chúa về mọi điều này. Chúng con biết ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, là sau khi chúng ta ăn xong, chúng ta sẽ có cái thời giờ ở lại để chúng ta có vui Tết với nhau một chút. Thành ra xin quý vị ăn xong quý vị đừng có về, chúng ta ở lại lưu lại một chút. Quý vị nhớ là đừng đem đồ ăn vào trong phòng nhóm, cũng như là đừng đem đồ ăn vào trong cái phòng nursery. Bởi vì cái phòng nó của mấy đứa nhỏ mình đem vô thì nó bò dưới đất, nó sẽ dơ. Đừng đem đồ ăn vào trong phòng nhóm chính. Chúa ban phước cho quý vị.